Đức thầy có nói trong biện đài thì nước còn dày còn khát, mai sau á là dân xuôi một lòng, nước chảy một chiều, đến lúc đó thầy dài đó thì nước chảy một chiều chỉ có 2 tháng, chỉ có 2 tháng là tháng 5, tháng 6 là gọi mùa hè của gì, thì thầy cho biết là qua năm dê đến lúc mùa hè trong bá tánh biết ai hữu chí, tháng 5, tháng 6 là mùa hè thì cũng là thời điểm đó thì thầy sẽ dài đó, thì nước xuôi một dòng dâng theo một mái thì thầy về đó, nơi mà Đức thầy đã khi xưa đã dỗ, thầy dỗ lấy tay dỗ dỗ 2 3 lần như đó, thầy mới dặn tín đồ là mai sau nè tôi sẽ về tại nơi đây, không về đằng trước cũng không về đằng sau đó, thì về tại nơi đây. Thì lúc bây giờ chúng sanh đang dịch bệnh cho nên đó, thầy mới dùng mấy lưu vú mấy nước thầy khoát đó, thầy khoát cái phát nước cũng không kịp nữa, chúng sanh chết rất đau thương rất là nhiều. Mà thầy cho biết đó là khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại, khắp lê thứ biến di thương hải, dùng phép màu lập lại thượng nguồn, chuyện thiên cơ khùng tỏ chân. Đó là những cái điều mà Đức thầy đã tiên tri trước cho chúng ta được biết, thì thầy mới lấy tay thầy khoát. Dạ Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Quốc Tạo cùng Văn Hiếu xin mến chào toàn thể quý bà con cô bác kính mến. Chúc quý vị một ngày thật là an lạc. Dạ kính thưa quý vị, hôm nay thì đủ nhân duyên để Hiếu đến nhà thăm Quốc Tạo để anh em trao đổi về giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Thì đến đây cũng không gì khác ngoài việc trao đổi về những sự kiện bên thầy. Những giáo lý thầy đã dạy cho chúng ta tu tập để tiến đến con đường giải thoát. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Quốc Tạo sẽ hỏi Đệ Hiếu về một cái sự kiện như thế này. Thì xin hỏi Đệ Hiếu, thì những mẫu chuyện bên thầy, thầy nói với bà Út với ông Út là sau này tôi sẽ về 7 ngày và tôi sẽ đi. Vậy mọi người cũng hoang mang về chuyện đó, tại sao về thầy không về ở đây đặng cứu tín đồ luôn, mà che chở tín đồ luôn, mà tại sao thầy lại đi 7 ngày sau thầy đi? Xin Đại Hiếu trình bày cho bà con cùng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Văn Hiếu và Quốc Tạo mến chào tất cả chú quý vị. Thì quý vị cũng đã biết đó, thì hai anh em cũng chia sẻ Phật pháp lên mạng cũng cũng được một thời gian, cho nên cái tình hình dịch bệnh hiện tại đó thì hai anh em không thể đi quay và chia sẻ với bà con được những người nói đạo, những cái mảnh đời bất hạnh này kia, thì quý vị cũng hoan hỷ thông cảm. Thì do tình hình dịch bệnh nó rất là phức tạp đó, thì chính quyền địa phương đó người ta mới vận động đó là chúng ta hãy nên ở nhà đó, và tuân thủ theo những cái điều lệ của người ta đưa ra, cho nên hai anh em cũng không có gì khác hơn cũng tuân thủ theo những việc đó đó. Thì mình sống trong cái xã hội mà quý vị phải tuân thủ theo người ta đó, thì quý vị cũng đã biết đó. Thì tình hình dịch bệnh bây giờ á, tại thành phố á, một ngày á, là nhiễm cái số ca tăng rất là nhiều, cho nên á, thì quý vị cũng phải nên ở nhà nó tránh hạn chế á, là chúng ta ra ngoài đường không có lý gọi lý do đó, chúng ta sẽ không bị phạt ảnh hưởng đến cái gia đình chúng ta nữa. Đó là những điều đầu tiên hai anh em muốn gửi gắm đến quý vị. Thì lâu lắm rồi thì hai anh em mới ngồi lại đây cũng bàn bạc về giáo lý Đức Thầy. Thì quý vị biết đó, thì sau khi mà Đức Thầy sai dẫn chúng ta vào ngày 25 tháng 2 năm 1947, thì Ngài để lại kho tàng pháp bảo của Ngài, đó là cuốn Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý Toàn Bộ. Đó là cái phương pháp, đó là một cái bài thuốc, đó là một con thuyền, đó là một cái ngọn hải đăng để giúp chúng ta trong cái bờ mê, trong buổi hào quang này đó, để noi theo đó để soi rọi lại những con đường sáng, để noi theo đó để soi rọi lại thân tâm của chúng ta, để chúng ta quay về bến giác, rời khỏi lìa xa bờ mê. Đó là những cái điều mà Đức Thầy đã để lại cho chúng ta. Thì hai anh em cũng dốt nát, không có biết gì nhiều, cho nên cũng chia sẻ cho quý vị được phần nào đỡ phần đó, để dơ đi cái sự tâm tình hai anh em cũng không thể gặp gỡ quý vị, cũng dơ đi cái phần nào cái nỗi nhớ nhung của quý vị dành cho Đức Thầy. Thì xoay quanh những cái mẫu chuyện bên thầy mà anh Tạo giống như quý vị đã thắc mắc, đó là tại sao trong cái mẫu chuyện mà ngày thầy trở về thì thầy nói với ông Út Bốt là mai sau tôi dẫn tín đồ một thời gian, sau 7 ngày tôi về thì tôi lại sai dẫn nữa.
Vậy thì cái câu hỏi thứ nhất được đặt ra là thầy có trở về hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Thứ hai nữa, sau khi thầy về 7 ngày rồi thầy lại đi đâu? Đó là hai câu hỏi mà hai cái mệnh đề rất là nghi vấn mà hôm nay Văn Hiếu và Quốc Tào sẽ trình bày cho quý vị để mổ xẻ ra có những cái điều quyền cơ, những cái điều cơ mặt nào đó, những cái chuyện gì đó xảy ra sau mùa dịch này mà Đức Thầy muốn gửi gắm đến hai nay, gửi gắm tất cả chúng ta. Kính thưa quý vị, thì quý vị đã biết thì Đức Thầy sai dẫn chúng ta vào ngày 25 tháng 2 năm 1947. Đó thì thầy bị người khác ám hại tại Đốc Vàng Hạ. Đó thì hai anh em cũng có từng đến chỗ đó quý vị. Thì quý vị biết đó, thì hai anh em đến chỗ đó thì người ta lấy hàng rào đó, người ta ngăn lại, người ta không cho mình vô. Thì nhìn xa xa nó giống như cánh đồng quý vị. Đó nó có ngôi miếu, ngôi phủ thờ gì đó. Đó là cái nơi mà cô bác đã nói là chính xác 100% là nơi Đức Thầy đã sai dẫn. Đó thì thầy sai dẫn nó thì vào 4 ngày sau thầy về. 4 ngày sau vào cái khoảng ban đêm thầy về ngay tại Tổ Đình luôn. Tức là ngày 29 tháng 2 năm 1947, trong cái thời điểm đó luôn. Mà mẫu chuyện này quý vị chắc ít nhiều cũng chưa từng được nghe đâu, thì em cháu học được của một số đồng đạo đã kể lại cho em cháu nghe. Thật sự chính trực tiếp với đồng đạo đó gặp luôn. Thì thầy mới về. Thầy mới nói ông Năm Lửa, ông Út, bà Út, rồi ông Cả, bà Cả luôn. Đó, thì thầy mới nói thôi, đây là cái cơn trả quả. Tôi là cố tình để cho bọn họ bắt tôi. Bởi vì lúc giờ họ hãm hại tôi rất là nhiều, nhưng mà tôi không có để cho họ được tội nguyện. Đến ngày hôm nay tôi cho họ tội nguyện. Bởi vì biết đó, thì bắt ngài vào Bot Katina, nhốt ngài vào chuồng cọp. Thì ngài quá độ mấy con cọp luôn. Bắt ngài vào thương già thương chợ quán, tiêm thuốc axit cho ngài chết. Đó, tiêm thuốc độc đó. Đó, cho ngài chết thì ngài quá độ bắt cứu vợ bác sĩ Tâm luôn. Đó là miếu mẫu chuyện em cáo kể sơ thôi. Và tính đưa ngài qua bên Lào quý vị, đó là cho cái bọn hung ác đó là xử là giết ngài luôn. Đó thì cũng không có được. Đó thì ngày hôm nay đúng cái thời điểm mà Đức Thầy vắng mặt rồi. Cho nên đó là thầy mới nói với mấy cái người ở trong nhà đó, thầy nói đúng thời điểm này là tôi đã cho bọn họ được tội nguyện, tôi sẽ sai dẫn tín đồ một thời gian. Nó thì sau khi thầy nói xong vậy đó thì ông Năm Lửa, ông Út, bà Út, rồi Đức Ông, Đức Bà này kia gưng gưng nước mắt cho quý vị. Thì mới nói tiếp là thầy đi đâu? Nó cho chúng con theo thầy với. Thầy mới nói không, tôi đi mấy ông không biết đâu. Nó ở nhà gán lo tu hành, gán lo làm theo những cái điều mà tôn chỉ của tôi đã dạy. Nó thì sau khi nói xong quý vị thì có khoảng 1 giờ tối đó. Đó thì thầy mới sai dẫn. Thì thầy mới đi đi một hồi đó, thì đi tới một cái điểm nào đó nhất định đó, thì đi tới một cái điểm nào đó đó, thầy mới nói thôi mấy người đưa tôi đến đây được rồi. Thì trong cái màn đêm đen của gì thì thầy vừa bước đi khoảng có 1 bước 2 bước thôi mà không thấy thầy đâu hết trơn. Đó thì tín đồ từ kể từ đó cho đến thời điểm này đã tròn 70 mấy năm, 75 năm, đó là Đức Thầy đã sai dẫn chúng ta. Đó là những cái điều mà cơ mặt về những cái mẫu chuyện mà Đức Thầy sai dẫn. Thì sau khi Đức Thầy sai dẫn xong thì đạo của thầy gặp rất là nhiều chuyên chiên, nhiều rất nhiều biến cố từ trước năm giải phóng. Đó thì gặp những cái điều biến cố, nhưng mà thầy cho biết là những cái điều đó làm cho đạo của thầy càng vun bén hơn, càng phát triển hơn. Đó thì Đức Thầy có cho biết thêm là hạn đã lâu sông giếng cạn mòn, cỏ cây khô héo thông gion, nay nhờ mưa đậm mà còn khát khao. Đó là những cái điều, những cái sự chứng chiên đó. Đó có thể làm cho tín đồ của thầy rung chuyển được hay không, thì đó là cái câu trả lời dành cho tất cả chú vị. Chúng ta có gặp những cái hoàn cảnh khó khăn, những cái điều mà nó bức bách, như là chẳng hạn như là có gia đình có còn tu được nữa hay không, nó nghèo quá nghèo có tu được nữa hay không, giàu quá giàu có tu được nữa hay không. Đó là những cái câu hỏi mà chúng ta phải tự trả lời, chúng ta phải tự giải quyết trong thời buổi hạ nguyên hiện tại. Đó thì quý vị biết, thì để trở lại cái mẫu chuyện thì anh Thảo có gợi ý là Đức Thầy về 7 ngày thì thầy để làm gì. Dạ thưa quý vị, thì cái mẫu chuyện đó thì em cháu cũng từng được nghe qua, cũng bập bẹ cho quý vị. Thì có một thời điểm đó thì Đức Thầy mới nói với Đức Ông, đó là ông nên bỏ từ bỏ cái chức hương cả đi, ông về ông làm ông tự đốt nhang. Đó, ông nên từ bỏ chức ông cả đi, ông về ông làm ông tự đốt nhang, mai sau tín đồ đến là
quý mến ông rất là nhiều. Nó thì có ba điều trước khi thầy dẫn mặt thì dặn rất là kỹ. Thứ nhất á là nên là để đi thầy nên để cái bộ ngựa y sao y gan như vậy, không được giờ đổi, không được sửa gì hết, để bộ ngựa y gan như thế, không được giờ đi. Thứ hai nữa là nhận mấy cái lưu vú mấy nước. Ủa thì Đức ông mới thắc mắc là lưu vú mấy nước đâu mà nhận. Thì quý vị biết sau khi Đức thầy dẫn mặt thời gian thì tự nhiên có một cái gì tín đồ này rất là lạ, không nói gì chứ, không nói lý do chứ á, nói có một cái ông đó, ông kêu tôi đem mấy cái lưu vú mấy nước lên tổ đình chỗ cậu Tư Hòa Hảo vậy thôi à. Thì Đức thầy Đức ông mới nhớ là cái câu Đức thầy nói nhận mấy cái lưu vú mấy nước này đó. Thì bây giờ quý vị biết đó, thì mấy cái lưu vú mấy nước đó nằm ở sau hè cái tổ đình bây giờ đó, thì rất là nhiều, mười mấy cái lưu vú mấy nước đó. Đó, thứ ba nữa là từ bỏ cái chức là ông hương cả về làm ông tự đốt nhang để thờ Phật đi. Đó thì ba điều mà Đức thầy đã cân nhắc lại cho Đức ông. Thì Đức ông cũng làm theo y gan như quý vị, thì nhận lưu vú mấy nước, cũng từ bỏ cái chức hương cả và không có sửa đổi cái ngôi cái tổ đình quý vị, không bao giờ được sửa đổi gì hết luôn. Y gan để y gan như vậy, giờ để y gan như vậy cho Đức thầy mai sau trở về. Bởi vì biết đó, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo làm từ thiện rất là nhiều. Nếu mà Đức thầy mà không dặn dò như kỹ thế đó thì cái tổ đình chúng ta bây giờ xây 7 cái lầu cũng không dừng nữa quý vị. Đó đó là một cái điều mà em cháu đã từng nghe qua. Thì để lại trở lại cái mẫu chuyện là Đức thầy về 7 ngày. Thì quý vị biết đó, thì trong mẫu chuyện đó Đức thầy cũng cho biết là đến lúc đó đó bệnh dịch tả hoành hành, chúng sanh chết chôn không kịp. Đến lúc đó thầy mới thương xót, động lòng từ bi của ngài, thật sự ngài không có về. Thật sự ngài không có về 7 ngày thầy dẫn mặt đâu. Đó, thật sự mà nếu mà nói là thầy về để thu phục ông Năm Chè mà thôi, mà động có lòng từ bi, động có lòng trắc ẩn của ngài. Đó, bởi vì khắp Đông Tây Nam Bắc chịu sầu. Đó, hay là chinh chinh bóng xế về Tây. Thì quý vị biết đó, thì Đức thầy về bởi vì cái động có lòng từ bi trắc ẩn của ngài. Thật sự ngài về, cái nhiệm vụ của ngài trong buổi hạ quan một pháp này là thu phục con sáu thần, tức là ông Năm Chè. Nhưng mà động có lòng từ bi của ngài, bởi vì chúng sanh chết chôn không kịp, thì bệnh dịch tả hoành hành đó, thì ngài về đúng 7 ngày đó, thì ngài mới vắng mặt. Mà quý vị biết đó, hiện tại nơi đây đó, hiện tại bây giờ đó, thì thời điểm này đó, thì chúng sanh chết chôn không kịp rồi đó quý vị à. Đó thì quý vị trong chỗ khác, trong bài Thiên Lý Ca thì Đức thầy cũng cho biết là đứng sau lưng hình dốc dãy chân, nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lẫy lần nạn tai. Đó thì đứng sau lưng chúng ta cái hình dốc này á, là những cái thay xác đó quý vị. Đó, đứng sau lưng hình dốc dãy chân ở chân đầy gãy ở dưới cái chân ở chân á. Quý vị phải hiểu nghĩa cái câu giảng này. Đó thì quý vị biết đó, thì đất nước Trung Ấn Độ đó là một trong những đất nước mà khi xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tự phụ ngài gọi cho đó là trung tâm điểm, là nơi Phật ra đời, nơi có một vị đấng cứu thế giúp đỡ trong tất cả chúng sanh trong thời buổi mê muội đó. Tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tự phụ sau khi ngài nhập diệt thì truyền đốn xuống tới ba tới vị tổ, truyền xuống 20 mấy vị tổ đó, thì mới đất nước Trung Ấn Độ hết là trung tâm điểm, thì qua đất nước Trung Hoa đó, nước Trung Hoa thì truyền xuống 6 đời tổ, tức là lục tổ Huệ Năng là bậc truyền ấy bác đó. Thì Đức thầy cho biết là từ ngàn xưa Phật pháp gài then nên ít kẻ tu hành đắc đạo. Đó thì đất nước Trung Hoa và đất nước Trung Ấn Độ là hai cái trung tâm điểm, thì đã hứng chịu hai cái cơn đại dịch đó. Đất nước Trung Hoa thế, Trung Hoa bây giờ đó thì hứng chịu thêm một cái đợt sóng thần nữa đó. Thì em cháu sẽ kể tình thử ra. Thì đất nước Trung Ấn Độ đó thì mỗi ngày hàng đang thác thủ, mỗi ngày là chịu cái sự lây nhiễm của dịch bệnh đó quý vị, đó là mấy ngàn người đó. Thì bảo gì biết đó, thì cái dịch bệnh này đó là cái sự trả quả, bởi vì lực nhân quả thật là câu diễn, suốt cuộc game chẳng lọt một ai, đó là cái lực nhân quả. Thì quý vị biết đó, đến cái hội lễ hội Bà La Môn đó, tức là cái tông phái đạo Tà đó, thì đến cái lúc đó đó họ sẽ sát giết những cái con động vật của vị, họ cho rằng giết những cái con này đó thì sẽ giải thoát cho nó đó, thì sẽ là giải thoát đi, xin được cái tội cho mình luôn đó. Thì mấy con động vật đó, chẳng hạn như con bò, con chó này kia, con heo này kia, gì nó đứng bình thường như nè đó, thì họ đến cái thời điểm nào đó đúng 12 giờ trưa đó đó, họ cầm dao lên, họ chặt thẳng xuống cái đầu luôn, máu chảy lây láng hết trơn, gì máu chảy xuống cái sông hết trơn luôn
rất là nhiều luôn, mấy ngàn con gì đó. Đó, đó là cái dịch bệnh này đã trả quả đó. Đó thì những cái con dịch bệnh này nó xâm nhập vào những cái người đó đó, những người mà tin theo tông phái đạo tà đó. Đó, thì theo tả đạo thì tan sát hồn đúng không quý vị? Rõ ràng không? Chết rồi đó, giờ bị con những cái con dịch bệnh này nó lây lan, nó chìm nhiễm vô. Đó thì đất nước Trung Ấn Độ hiện tại đây chết rất là vô số. Tiếp theo đến á là đất nước con nguồn gốc của con virus này á thì thế giới họ cho rằng xuất phát từ Vũ Hán, tức là đất nước Trung Hoa, gọi hay thường gọi là Trung Quốc bây giờ đó quý vị. Đó thì quý vị biết đó, thì đất nước Trung Hoa cũng là một trong những cái trung tâm điểm thời xưa, khi xưa đó thì ở đây có xuất hiện ra là được truyền bật truyền xuống Tây Bắc được 6 tổ, tức là đến lục tổ Huệ Năng thì bật truyền Tây Bắc. Thì đất nước Trung Hoa này á thì cái tâm tánh của cái người Trung Hoa này á, họ không có muốn an lành, họ muốn xâm chiếm, chiếm đoạt những cái đất nước khác đó, thì họ tính toán mưu mô đủ điều đó. Thì quý vị em cháu nói sơ như vậy thôi quý vị biết, tại vì cái điểm này không có dám nói nhiều nó sẽ bàn bạc ra nó mất hay đó. Họ tính toán, họ mưu mô, họ gạt lừa, họ quý vị biết đó, họ vẽ cái đường mà lưỡi bò đó, thì quý vị coi thời sự hàng ngày quý vị biết đó. Thì những cái cơn trả quả này sẽ đến với họ ngay, đó là xuất hiện cái con dịch bệnh này. Mọi quý vị biết đó, đất nước Trung Hoa đó, một cái ví dụ nho nhỏ thôi, đó là trong cái thời điểm dịch bệnh đất nước Trung Quốc bùng phát đó, thì cái đài, cái giống như là cái sim gọi là cái sim Viettel, cái sim Vina, cái sim Mobi của mình đi, nó trong một thời điểm nó tầm khoảng là 3 đến 4 ngày thôi mà nó mất. Tự nhiên những cái điện thoại mà xài những cái sim đó, ví dụ thôi ha, chứ không phải cái sim bên Trung Hoa thì nó khác. Em cháu ví dụ những cái sim ở bên Việt Nam thế này thì nó mắc những cái điện thoại đó người ta không sử dụng nữa, trong 3 đến 4 ngày mà không sử dụng gần 1 triệu cái điện thoại như vậy. Thì quý vị biết thì những cái điện thoại đó người ta không sử dụng nữa nó nằm về đâu? Đó là người ta chết. Ta chết hết trơn rồi phải không anh? Ta chết hết trơn, ta đâu có sử dụng nữa. Đó là cái nhà mạng đó người ta cung cấp như thế đó. Đó thì đất nước Trung Hoa họ không công bố lên. Đó thì quý vị hiểu không? Nghĩa là những cái điện thoại đó nó không có được sử dụng nữa, nó không có còn lên mạng nữa, không còn điện tới điện lui nữa, thì người ta mới tìm hiểu ra thật sự ra những cái chủ sở hữu của những cái sim, những cái nhà mạng này đó, người ta chết hết trơn à, chết chôn này kia tùm lum hết trơn à. Đó thì mất đi một cái số lượng nhất định đó đó. Đó mà đất nước Trung Hoa thì người ta không có công bố lên, đó là chuyện cái đất nước em cháu không có bàn. Đó thì tiếp theo đến đó là đất nước Việt Nam chúng ta. Thì quý vị biết đó, Việt Nam chúng ta là một đất nước cũng bao la, màu mỡ, thì cũng có thì đất nước chúng ta đó, hiện tại tỉnh An Giang chúng ta đó, thì nơi mà địa linh sơn nhân kiệt, nó trên đó thì có ngọn núi gọi là núi Thất Sơn, dưới thì có sông Cửu Long Giang. Đó thì địa linh sơn nhân kiệt, thì quý vị cũng thắc mắc là tại sao bệnh dịch này không xảy ra tại làng Hòa Hảo. Đó là cũng là một điều thắc mắc. Bởi vì dĩ nhiên sẽ không xảy ra tại làng Hòa Hảo, bởi vì nơi đó là nơi Đức Thầy ra đời. Đó thì nơi Đức Thầy khai sáng đạo, thì những người tại nơi đó đó họ tu hành rất là nhiều. Quý vị mà có từng được một lần đi đến làng Phú Tăng, huyện An Giang đó quý vị, tức là nơi thánh địa Hòa Hảo đó, quý vị biết đó, những người nơi đó đó họ thờ rất là trang nghiêm, họ thờ Tam Bảo, họ thờ chân dung Đức Thầy, họ thờ cúng này kia rất là trang nghiêm. Đó thì họ cũng có tu hành ít nhiều, cho nên những cơn dịch bệnh này rất là khó xảy ra, em cháu nó khó xảy ra hàn, chứ không phải nói là không có, em cháu nó khó xảy ra tại nơi đó lắm. Đó tại nơi đó là nơi thánh địa Hòa Hảo, nơi Đức Thầy khai sáng đạo. Đó thì để trở lại cái mẫu chuyện, thì Đức Thầy về 7 ngày, Thầy dùng mấy cái lưu vú máy nước mà khi xưa tín đồ đó Đức Thầy đã nhắc lại cho Đức Ông đó, thì nhận mấy cái lưu vú máy nước đó để sau hè. Thì Thầy về, Thầy dùng mấy cái lưu vú máy nước đó, lúc đó là chúng sanh bị dịch bệnh hoặc bệnh dịch hoành hành rồi. Thì thưa quý vị, thì Đức Thầy về 7 ngày, thì lúc đó thời điểm đó thì dịch bệnh nó hoành hành, cho nên Thầy mới dùng mấy cái lưu vú máy nước đó. Đó thì Thầy về, năm Thầy 27 tuổi, tức là Thầy đi sau về vậy, Thầy về ngay tại cái bàn ngựa, nơi mà Đức Thầy đã khi xưa đã dỗ, Thầy dỗ lấy tay dỗ dỗ 2-3 lần vậy đó. Thầy mới dặn tín đồ là mai sau nè, tôi sẽ về tại nơi đây, không về đằng trước cũng không về đằng sau. Đó thì về tại nơi đây, thì lúc bây giờ chúng sanh đang dịch bệnh, cho nên Thầy mới dùng mấy lưu vú máy nước, Thầy phát.
đó thì phát cái phát nước cũng không kịp nữa, chúng sanh chết rất đau thương rất là nhiều. Mà thầy cho biết đó là khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại, khắp lê thứ biến di thượng hải, dùng phép màu lập lại thượng nguồn, chuyện thiên cơ khủng tỏ chân. Đó là những cái điều mà thầy đã tiên tri trước cho chúng ta được biết. Thì thầy mới lấy tay thầy phát, thầy phát xong thì không kịp nữa thì thầy mới chỉ, thầy chỉ ai á để là người đó hết bệnh. Thì lúc đó thì thầy dạy 7 ngày, sau khi 7 ngày thầy cứu độ người dân xong thì thầy tiếp tục lại vắng mặt. Ủa tại sao Đức thầy không về luôn mà thầy lại vắng mặt? Thì quý vị biết đó, thì cái thời điểm đó là thời kỳ của ông Năm Chèo xuất dậy, nổi dậy thì hành phạt những người mà hung ác. Thì quý vị biết đó, thì cái thân thể của ổng á, cái đầu ổng á thì nằm ở dưới Hòa Hảo đó, ở dưới cái chợ thì cái đầu của ông nằm dưới cái chợ Tân Quầy, hai cái tay á, là nằm ở bên là hai cánh Hòa Hảo đó gì đó, Hòa Hảo giáp với Mỹ Hội Đông đó, anh em cũng từng làm mấy cái video đó cho quý vị xem. Thì cái đuôi nằm ở trên cao miên đó, thì cái thân thể nó quá lớn đi. Mà quý vị biết đó, sở dĩ mà ông Năm xuất vị đó thì không phải chuyện đương nhiên, bởi vì chiến tranh thế giới đại tam thế chiến nổ ra đó, thì các nước ngoài đó vào họ dùng những cái công phá sức triệt hạ, có nghĩa là dùng mấy bom nguyên tử, bơm hạt nhân, rồi những cái vũ khí mà gọi là hủy diệt cái địa cầu không à. Nó quý vị biết đó, thầy cũng tiên tri nè, thầy nói là cuộc đời nay như ngựa buôn cương, khó dừng lại gió cu lập bụp, mặt nước biển lô nhô lặn hụp, chim đua bay cá lại tranh mồi, ngọn thủy triều nô nức sục sôi, bầu trái đất một phen luân chuyển. Bởi vì cái ngọn thủy triều nô nức sục sôi, quý vị biết đâu phải bình thường mà nó nóng được, có nghĩa là những cái điều có những cái tác động xuống, nghĩa là dội mấy cái bơm, dội những cái hạt nhân này kia đó, thì cái ngọn nước nó mới nóng, nó mới sôi sục lên, bầu trái đất một phen luân chuyển luôn. Bởi vì luân chuyển nghĩa là nó xoay một vòng luôn, trái đất mà xoay một vòng bưng như vậy là không có thể nào mà đỡ được đó. Thì đến lúc đó thì ông Năm mới tỉnh dậy. Ngủ gì biết đó, cái con người ta ngủ quá lâu á, mà khi tỉnh dậy là phải dùng giấy, phải nhúng nhích mình này kia đâu đó. Thì mỗi lần ông Năm nhúng nhích vậy đó thì hai bên cái cù lao sập xuống hết đó. Ông ngáp nữa, ông ngủ xong ngáp, ngáp vậy đó, mỗi lần ngáp vậy đó là 500 người đó, thức dậy ngáp 500 người đó. Thì lúc bây giờ á, 18 nước thập bát quốc á, già giàu và đất nước Chi Nam chúng ta đó, thì dùng những cái bom đạn, những cái hạt nhân bắn vào ông Năm, nhưng mà lại gần không có được, bắn như vậy là cái lớp da này kia thôi. Lại gần thì ông dùng phép thần thông của ông phun lửa, ông phun lửa thì máy bay tàu chiến hạt nhân đó thì mất hết đó, không có làm gì được ông hết. Thì ông Út mới hỏi vui, nói là mai sau tôi leo lên cây da này, cây da này nó cao lắm. Lúc đó quý vị biết cái cây da tại Tổ Đình đó cao lắm, leo lên đây làm sao ông nuốt được tôi. Kể thầy mới cười để nói ông Út á, không có tu hành này kia đi, ông không có tu hành á thì chư thần á, dù ông trốn nơi nào chư thần cũng lôi lại và cho ông Năm nuốt đó. Thì sau khi á, hình phạt á, ác hung sau khi á, mà ông Năm nổi dậy á, nuốt những người ông ác xong á, thì mà xác thay máu trôi lệnh ngễnh hết, nuốt quá no phải không, thì ông nặng lặn hụp xuống, hụp xuống thêm thời gian ông nổi lên nuốt nữa. Nó đúng 7 ngày vậy đó. Thì lúc bây giờ thì cái người dân đó, những cái người còn sống sót lại đó, thì quý vị cũng thắc mắc là tại sao mà nuốt hết trơn rồi còn đâu mà sống sót. Thì không phải, những người tu hành, những người mà làm hiền làm đức này kia đó, đó thì họ còn sống lại, họ mới là lập lập hương án cầu nguyện một cái đấng thiêng liêng nào đó của Phật trời ban xuống để thu phục con sáu thằng này. Bởi vì con sáu thằng này nó quá hung hăng, không có máy bay, không có tàu chiến, không có làm gì được nó hết. Nó thì lúc bấy giờ thì Đức Thầy mới xuất hiện. Thầy mới nói mấy ông dùng cái điều gì mà thu phục được nó. Thì tín đồ mới trả lời nó, bẩm thầy, con dùng tàu chiến, con dùng xe tăng thiết giáp này kia, con dùng hạt nhân này kia mà lại gần nó phun lửa mất tiêu chân à. Rồi thì mong thầy từ bi, thầy giúp dùm chúng con để thu phục con sáu thằng này. Đó, sau khi Đức Thầy về thì con sáu lặn mắt á. Thì nói thôi, thầy mới nói thôi, mấy ông cắt hết chân đi, xem tôi dùng tay không bắt nó nè. Đó, thì thầy mới cỡ trên, thì thầy mới ba, thì thầy mới lại gần con sáu thằng. Đó, thì con sáu thằng tự nhiên nó quá thành con kỳ lân.
đó, chạy đến kế bên thầy và thầy cởi, thầy dạo một vòng cho toàn thể chúng sanh đi, toàn thể chúng sanh xem, biểu diễn cho toàn thể chúng sanh xem. Đó là cái mẫu chuyện mà Đức Thầy trở về. Thì mấy cái lu thì lúc bây giờ thì mấy cái lu với mấy nước thì sẽ dành cho Đức Thầy mai sau, thầy phát nước cứu người. Đó thì những cái cây dừa mà Đức Thầy nói là ông Út, ông Út không nên chặt những cây dừa này, mai sau cho tín đồ chúng sanh đến trả quả. Thì những cái tín đồ mà không gìn giới luật, không làm theo những cái điều Đức Thầy đã chỉ dạy, không hành tám điều ăn cấm, không cúng lại, không ăn chay này, không niệm Phật này kia đó. Đó thì những người đó chỉ mang được cái lớp áo mà bề ngoài của đạo thôi, đó không có được cái áo giáp của đạo. Đó, những người đó đến cái cơn trả quả đó thì Đức Thầy không được diện kiến, Đức Thầy không được Đức Thầy nhìn nhận, thì lúc đó họ tức họ mất, cho nên đó là ra những cái cây dừa đó đập đầu vào, người gọi là dừa chết đó quý vị. Đó thì máu mai sau cũng lên láng ở tại cây dừa, mấy gốc dừa luôn mà anh em có từng quay chia sẻ cho quý vị xem. Thì đến cái mệnh đề tiếp theo là khi nào thầy trở về, thì Đức Thầy có nói với ông Biện Đài thì nước còn dày còn khát, mai sau á là dân xuôi một lòng, nước chảy một chiều, đến lúc đó thầy về. Đó thì nước chảy một chiều chỉ có 2 tháng, chỉ có 2 tháng là tháng 5, tháng 6 là gọi mùa hè quý vị. Thì thầy cho biết là qua năm dê đến lúc mùa hè, trong ba tánh biết ai hữu chí, tháng 5, tháng 6 là mùa hè, thì cũng là cái thời điểm đó thì thầy sẽ về. Đó thì nước xuôi một dòng, dâng theo một mái thì thầy về đó. Vừa qua thì em cháu cũng đã giải đáp được phần nào dơ đi sự nhớ nhung của tất cả chư quý vị, giống như anh Tạo ở đây. Thì em cháu chỉ dự đoán và dự kiến như thế thôi, cũng bập bẹ nghe được những cô bác xa gần được nói, cũng vì những gì cao niên cao đồ thì có điều chi sai sót hoặc giả là thiếu sót, thì quý vị niệm tình bổ chính để em cháu được hoàn thiện hơn trong những buổi gặp gỡ tiếp theo. Thì kết đề thì em cháu có nhận được cái thông tin cái mẫu chuyện thế này, đó là chính cái người đó nhắn tin với em cháu luôn, nói Huynh Hiếu ơi, tại sao mà nó mà có một sự việc màu nhiệm thế này. Đó là trong gia đình tôi có 6 người đó, trong gia đình tôi có 6 người, cái gì đó đang ở thành phố luôn, đang ở trung tâm, đang ở trong cái tâm dịch đúng không quý vị, đó, ở thành phố. Thì gia đình tôi có 6 người mà tôi á là có 2 người ăn chay, 4 người ăn mặn đó, 2 người ăn chay, 4 người ăn mặn. Nhưng mà cái điều đặc biệt á là 4 người ăn mặn rồi đó là bị cái dịch bệnh Covid luôn, nhưng mà 2 người ăn chay là không bị, cùng đồng ở chung một nhà, cùng sinh hoạt chung luôn, giống như là người thân trong gia đình vậy đó. Nhưng mà 2 người ăn chay là không bị bệnh dịch, 2 người ăn chay trường mười mấy năm, 4 người kia thì bị bệnh. Đó là một cái điều mà khoa học chưa lý giải được. Thì lúc bây giờ bác sĩ người ta mới lấy mấy cái máu xét nghiệm đó, lấy mấy máu xét nghiệm của mấy người, của 2 người ăn chay đó, thì người ta mới cho biết là cái dòng máu này nó lạ lắm, máu cái người ăn chay trường này nó thay đổi máu huyết, máu nó loãng hay là nó có cách thức gì đó khoa học nói mà mình không có hiểu được. Đó là cái con dịch bệnh này nó không có thể xâm nhập luôn quý vị. Đó là một cái sự màu nhiệm. Thì ngày hôm nay Văn Hiếu kể một chuyện đó nhằm mục đích đó là khuyến tấn quý vị. Thì cái buổi hạ nguyên, cái cơn cùng cực này thì Đức Thầy tiên tri trước hết trơn quý vị à. Đó thì cha nọ bồng con vợ khóc òa, tan nát xóm giềng khổ dữ a, nhà không kẻ ở oi nói trước, nếu chẳng tin lời gặp thiết tha. Đó là những cái điều mà những cái tâm tư nguyện vọng Đức Thầy muốn gửi gắm cho tất cả chúng ta trong cái buổi hạ nguyên mật pháp này. Đó là chúng ta phải ăn chay, chúng ta phải cúng lại, chúng ta phải biết niệm Phật, chúng ta phải biết làm hiền làm lành, cứu đỡ dân nghèo trong lúc túng, giúp giùm kẻ đói bữa vừa qua, chúng ta phải biết làm từ thiện nữa. Thì hội đủ 4 điều đó thôi, quý vị em cháu bảo đảm luôn quý vị sẽ được sống trong cái thời hạ nguyên, trong quý vị được sống trong cái thời buổi thượng nguyên thánh đức, mai sau lập đời trở lại theo Phật giả là mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật các thân lành. Thì 4 điều em cháu vừa nhắc qua đó, quý vị thật sự ra là nói hết cái tâm tình, hết nguyện vọng của 2 anh em nơi đây. Thì quý vị phải biết đó là ăn chay, cúng lại, niệm Phật và làm từ thiện. 4 điều này nó trợ duyên trong cái buổi hạ nguyên mật pháp này, mà cốt lõi trong giáo lý Đức Thầy, Thầy cũng dạy chủ yếu là 4 điều này thôi quý vị. Đó, quan trọng nhất đó là phải là phải biết niệm Phật và ăn chay.
Bởi vì một khi cái người ăn chay đó là cái cơn dịch bệnh này nó không có xâm nhập vô được, thì máu của họ nó thay đổi máu huyết nó, thì dịch bệnh này đó là cái cơn trả quả, thì chúng sanh nào gây nghiệp quả với nó thì nó sẽ gia nhập vào chúng sanh đó nó, thì không thể nào tránh được. Thì ngày hôm nay chúng ta phải nhất quyết phải ăn chay, nghĩa là ăn chay chúng ta ăn chay trường không được, chúng ta ăn 4 ngày chay 4 bữa ấy là quy tắc của cái khùng chỉ dắt chúng sanh. Chúng ta từ mới lên 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày, rồi chúng ta ăn nửa tháng, ăn tam quân đó, thì rồi tiếp theo chúng ta đến trường chay luôn. Vậy mà thầy biết đó là chay được tánh, chay tâm mới quý. Đó là những cái điều mà Văn Hiếu và Quốc Tạo gửi gắm cho tất cả các quý vị. Thì vừa kết thúc buổi nói chuyện gặp mặt và gặp gỡ tại nơi đây, thì không mong gì hơn xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thân tâm thường an lạc và đạo quả sớm viên thành. Chở gót thì gặp Đức Thầy tại Hội Long Hoa và mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.